Kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Do ảnh hưởng của hội tụ gió từ mực 1.500 lên đến 5.000m, nên trong hôm nay và ngày mai, phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến ở 20-50mm trong vòng 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tuy nhiên, nền nhiệt độ cũng có xu hướng gia tăng dần so với ngày hôm qua, phổ biến từ 30 cho tới 35 độ. Xu thế nắng nhiều cũng diễn ra tại các tỉnh Trung Bộ, cụ thể từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng với nhiệt độ nhiều nơi lên đến 35 độ C. Tuy nhiên, nắng nóng diện rộng vẫn chưa xuất hiện tại khu vực này. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và dông, cảnh báo về lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực này. Xuôi xuống Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang gia tăng về cường độ, vì vậy mưa sẽ xuất hiện sớm hơn. Khoảng 15 giờ chiều, mưa đối lưu sẽ phát triển mạnh và gây mưa dông vài nơi cho khu vực Tây Nguyên kéo dài cho đến đêm. Còn khu vực Nam Bộ, mưa kết thúc sớm hơn, ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ dao động từ 31 cho tới 34 độ. Cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.